đang có dự định du lịch Cửu Trại Câu nhưng chưa biết nên đi ở những địa điểm nào, lịch trình ra sao? Hãy để Best Ride gợi ý cho bạn lịch trình khám phá Cửu Trại Câu 6 ngày 5 đêm siêu hấp dẫn dưới đây nhé! Ngày đầu tiên, sau khi hạ cánh và ăn trưa, đoàn sẽ tham quan Thái Cổ Lý, khu thương mại vô cùng sầm uất. Tại đây còn có đền Da Si 1.400 năm tuổi, cùng khu phố cổ Jin Li dài 550m cho du khách thỏa sức khám phá. Ngày thứ hai, du khách ghé thăm công viên gấu trúc nổi tiếng bậc nhất tại thành đô. Nơi đây được coi là ngôi nhà của những chú gấu trúc siêu dễ thương. Bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng, tương tác và chụp ảnh thoải mái cùng loài động vật đáng yêu này. Buổi chiều, đoàn tham quan khu ngõ rộng ngõ hẹp, hòa mình vào các quán ăn đường phố tấp nập, cửa hàng đồ thủ công và nhà hàng địa phương với đa dạng những món ăn và mặt hàng đặc sắc. Sau đó, đoàn trải nghiệm tàu cao tốc di chuyển khoảng 2,5 tiếng tới Cửu Trại Câu. Ngày thứ ba chắc chắn sẽ để lại trong bạn rất nhiều ấn tượng khó quên vì được đặt chân đến nơi được mệnh danh là thiên đường dưới hạ giới, Cửu Trại Câu. Nơi đây sở hữu phong cảnh yên bình với làn nước trong xanh vô cùng siêu thực. Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại các địa điểm nổi tiếng, quen thuộc như quần thể Hồ Thụ Chính, Thác Nhật Nhược Lan, Bãi Trân Châu, Hồ Hổ, Hồ Ngũ, Hồ Song Long, Hồ Trường Hải. Ngày tiếp theo, du khách có cơ hội tìm hiểu văn hóa tại thôn trại Tây Tạng, nơi được mệnh danh là phong cảnh đẹp như tranh, ẩn mình trong những ngọn núi non hùng vĩ. Một điều đặc biệt ở đây là toàn bộ tòa nhà được sơn bằng màu đỏ và màu trắng, kết hợp với sự so le về chiều cao, trông giống như những lâu đài trong thế giới cổ tích. Buổi chiều, đoàn ghé thăm Mâu Nghi Câu, một trong những khu thắng cảnh đẹp nhất trong dãy núi Hoàng Long và được biết đến như khu dự trữ sinh quyển thế giới, di sản thiên nhiên thế giới và là địa cầu xanh 21 của Liên Hợp Quốc, với tổng diện tích lên đến 160 km². Thành cổ Tùng Phan thu hút bởi những bức tường thành sừng sững tồn tại qua hàng nghìn năm lịch sử, được xây dựng từ thời nhà Minh. Sang ngày thứ năm, lịch trình sẽ bao gồm các địa điểm Bảo tàng văn hóa phi vật thể, nơi bạn có thể tìm hiểu về đồ trang trí bằng ngọc bích vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Chiêm bái Lạc Sơn Đại Phật, tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới. Bữa tối ngày thứ năm, đoàn sẽ được thưởng thức lẩu Tứ Xuyên, món lẩu trứ danh chính gốc với hương vị đặc trưng thơm ngon. Vào ngày cuối cùng, du khách sẽ được tự do mua sắm tại Xuân Hy Lộ, con phố thương mại nhộn nhịp nhất miền Trung và miền Tây Trung Quốc. Tham quan phố cổ Cẩm Lý là một phần của đền Vũ Hầu với kiến trúc được xây dựng theo phong cách triều đại nhà Thanh. Nơi đây được coi là thánh địa trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng Tam Quốc Diễn Nghĩa. Sau đó đoàn ra sân bay và khởi hành về Việt Nam. Nếu như bạn chưa có quá nhiều kinh nghiệm đi du lịch tự túc, hãy nhanh tay đặt tour trọn gói từ A đến Z với các dịch vụ visa, vé máy bay, khách sạn, ăn uống, xe di chuyển. Đặc biệt, bạn sẽ có cơ hội sở hữu ngay vali cao cấp trị giá lên đến 1,5 triệu đồng cùng với nhiều phần quà thiết thực khác khi đặt tour tại Best Ride. Liên hệ Best Ride để được tư vấn chi tiết và nhận quà liền tay ngay hôm nay nhé!